Hiện tại thì ở đây em đã có một mẫu sản phẩm Hoàng gia Louis chân 12 của hương đá và một bộ sập thờ tứ linh chân 20 và cũng làm bằng chất liệu của hương đá luôn các bác nhá. Những cái bộ sản phẩm mà combo phòng khách và phòng thờ thì bên cơ sở em đang hoàn toàn bán chạy cũng như là đang được các quý khách hàng ưa mến và lựa chọn. Còn cái mẫu năm nay là cái mẫu Hoàng gia đang được ưa chuộng và cũng như là đang được lựa chọn trong cái căn phòng khách của nhà tất cả các quý khách hàng. Thì ở đây đang có một bộ sản phẩm Hoàng gia Louis chân 12 thì em đọc kích thước cũng như là giới thiệu sản phẩm tất cả các bác cùng xem. Là bộ này thì đoạn dài thì đang là 26, chiều cao từ chân lên chân đỉnh là 1m41 và chiều sâu của bì thì đang là 76 phân. Là bằng chất liệu của hương đá cũng như là đang được đục tỉa những chi tiết họa tiết Louis hoa hồng đẳng cấp cũng như là đục từ những cái nét nhấn nhá của những cánh hồng này. Rất chi là đẹp và tuyệt vời các bác nhá. Và tiếp theo đó là những cái thói sâu này. Những cái thói này thì bên cơ sở em đang được bo cong uốn dẻo, nhìn không khác gì một cái ngai vua cả các bác ạ. Và vách tựa lưng thì bên cơ sở em đang được làm là vách tựa lưng khung gương thiên thần, thể hiện sự quyền uy cũng là sức mạnh cho gia chủ. Và tiếp theo đó thì bên cơ sở em đang có một đang được đục là hai mặt, mặt trước và mặt sau như một có nhá. Mặt trước và mặt sau như một, các bác có thể nhìn những cái đường vân của mặt sau này. Đó, những cái đường vân mặt sau đẹp hơn nhiều là mặt trước nếu mà chuẩn ra như vậy. Còn nếu như em sẽ quay về mặt trước cho tất cả các bác nhìn cái đường vân. Đường vân đằng trước còn đẹp hơn cả đằng sau. Đấy là đã được nổi lên cuồn cuộn cũng như là này, từ những cái đường này. Đấy, bo cong rất chi là đẹp, những cái đường vân không có đường vân nào giống nhau cả. Và ở vách chính giữa thì bên cơ sở em đang được đục là hoa hồng có nhá. Vách chính giữa thì đang được đục là hoa hồng, rất chi là đẹp. Và khuôn tranh thì bên cơ sở em đang làm là khuôn tranh giấy 4 phân, ván mặt 2 phân và đã được tuyển chọn gỗ, tuyển chọn vân. Rất chi là tinh kỹ và kỹ càng với những bộ sản phẩm như này rồi. Đấy, khuôn tranh 4 ván mặt là 2 phân, khuôn tranh 4 này, ván mặt 2 phân này. Rất chi là kỹ càng và tỉ mỉ từng chi tiết rồi. Và tiếp theo đó thì em sẽ đảo qua hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn thì bên cơ sở em đang được làm cùng với thông số kích thước là chiều cao. Là chiều cao của chiếc ghế đơn này thì đang là 1m41, chiều sâu phủ bì của bộ sản phẩm này thì đang là 76 và chiều ngang thì đang là 1m07 các bác nhớ. Chiều ngang thì đang là 1m07, hoàn toàn là kích thước long khung và thước số đồ. Và những cái bộ sản phẩm này thì bên cơ sở em đang làm tay này, tay là tay chữ S các bác nhớ, tay thì đang là tay chữ S và đã được bo cong uốn dẻo này, rất chia khỏe khoắn này, từ những cái đường chặt khớp này rất chia khỏe khoắn, nhìn như các khối cơ. Và những cái tay này thì bên cơ sở em đang được làm là tay hoa lan tây các bác nhá, rất chia đẹp. Cổ chỉ thì đang làm cổ chỉ là cổ chỉ 2 tầng, đã được bo cong uốn dẻo chạy xung quanh. Cũng như là chân thì bên cơ sở em đang được làm là chân 12, chân Louis hoa hồng. Và tiếp theo đó này, yếm thì bên cơ sở em đang làm là yếm dày, là dày 4 phân các bác nhá. Riêng bộ này là kích thước hàng đặt lên là luôn luôn dày hơn tất cả. Bác khách có yêu cầu là hàng phải làm hàng dày, cũng như là hàng luôn luôn là phải chọn vân cho bác. Và tiếp theo đó là một chiếc bàn dài. Bàn dài này thì bên cơ sở em đang làm được bàn dài 1m55. Chiều ngang của bàn thì đang là 7m18 phân, kích thước long khung một thước số đồ. Cũng như là mặt bàn thì bên cơ sở em đang được đục là hoa lan tây, làm theo lối tân cổ điển kiểu Pháp các bác nhá. Đó, và một chiếc đôn cao sẽ đang làm 70 x 40, cũng là hàng được chọn vân này. Hai bên sẽ bàn thì sẽ có hai bên để ngăn kéo và đôn sẽ có một bên để ngăn kéo để các bác có thể đựng chè thuốc hoặc là đựng những gói chè, những gói thuốc để tiếp khách các bác nhá, tiếp đãi khách quý. Và tiếp theo đó là một chiếc đôn con là 40 x 40. Và ở đây thì đang có một con sập thờ tứ linh chân 20 và làm bằng chất liệu gỗ hương đá. Và những cái mẫu mã này thì bên cơ sở em đang được đục tỉa bằng tay cũng như là đang được làm với thông số kích thước là chiều cao là 1m27, chiều sâu bì thì đang là 1m07 và chiều ngang của bộ này thì đang là 2m17 các bác nhá. Đấy, chân thì bên cơ sở em đang được làm là chân 20 và đã được đục tỉa bằng tay, rất chia sắc nét rồi các bác ạ. Đã được đục tỉa bằng tay và rất chia sắc nét. Và ở dưới này sẽ có một chú nghe đi lên thể hiện cho gia chủ cái sự thăng tiến cho gia chủ các bác nhá. Và những cái phần dạ tiền thì bên cơ sở em đang được đục là tứ linh long ly quy phụng, 4 con vật linh thiêng nhất của trái đất cũng như là 4 con vật tứ trụ của triều đình. 4 con vật này sẽ mang lại những cái điểm lành cũng như là phong thủy tốt cho gia chủ. Và ở chính giữa sẽ là một chú hổ phù,
Hổ phù sẽ là chiêu tài hút lộc cho gia chủ, cũng như là trấn trạch trừ tà, mang lại vận khí tốt, xua đuổi vận khí xấu cho gia chủ. Và những cái mặt ván này thì bên cơ sở em làm khá là dày các bác nhá. Những cái ván này làm khá là dày, dày lên đến là 4 phân và ván mặt trong là sẽ là 2 phân, rất chi là chắc chắn và đẹp. Và có thể để những cái mâm hoa quả hoặc là những vật dụng để thắp hương cho các cụ trong ngày lễ ngày rằm các bác nhá. Đấy, các bác nào quan tâm đến những cái mẫu sản phẩm đẳng cấp như này có thể liên hệ cho em qua số điện thoại mà em để phía dưới góc màn hình rồi. Địa chỉ cơ sở em ở đối diện cái gì ra, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cơ sở em rộng đến 10.000 m2 từ khâu sản xuất đến khâu trưng bày hàng. Nên các bác hãy tin tưởng và sử dụng tất cả mẫu mã bên cơ sở em. Ưu đãi dành cho khách hàng là bên cơ sở em có một đổi một trong vòng 30 ngày, hỗ trợ trả góp là 0%, hỗ trợ tư vấn tại nhà miễn phí các bác nhé. Cái video của em xin phép được kết thúc tại đây và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video lần sau. Xin chào.